nó rõ nè. Ôi ôi, cái mặt khoai đẹp xuất sắc cả nhà, nó không có thua siêu bông Sài Gòn đâu cô chú anh chị. Này giỏ siêu nụ Bến Tre nha, một cái giống rất là đặc trưng luôn, nụ ôm kẹo của chú, hoa từ 6 đến 12 cánh nha. Hoa cực kỳ thơm mà là bông chùm đó nha cô chú anh chị. Cái điểm đặc biệt ở chỗ nó là nụ nó ôm siêu nhiều nụ luôn ha. Này cô chú nè. Xin kính chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Phúc An nha. Trời, hôm nay thì em đang có mặt tại ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú. Và hôm nay thì em có đến vườn mai của bé Phụng nha. Và hôm nay thì bên bé Phụng sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình cái mặt hàng mai mini chơi Tết, và sẽ lên một số cái mã số cực phẩm luôn cho cô chú anh chị mình sưu tầm chơi Tết nha. Rồi chị chào Phụng nha. Phụng. Dạ em chào chị, em chào cái nhà đang xem kênh của vườn mai Phúc An nha. Dạ thì hôm nay em lên kênh của mình đặng em giao lưu cho mình một số mai giả siêu nụ hết chị. Cái hàng này thì là hàng giả siêu nụ một mùa hơn chơi Tết ha. Rồi. Cây nụ nút nè. Cụ đế thì có quấn cho mình ha. Dạ. Rồi trước tiên thì cưng đọc giùm chị cái số điện thoại nha Phụng. Dạ là số điện thoại là 0344001726 nha. Là số Zalo của em luôn. Rồi. Dạ. Này là giả siêu nụ Bến Tre nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Cây là quấn đế nhà nên cụ đế đẹp lắm nha. Rồi, cái này là cưng giao luôn sao nè? Dạ cái này là 70.000 một cây ha. 3 cây em gửi hàng, 5 cây miễn ship. 10 cây thì em tặng 1 nha. 10 cây tặng 1 luôn. Dạ. Ưu đãi quá cô chú. Rồi cái này là mình số lượng mình nhiều không Phụng? Dạ cả ngàn cây ha. Rồi, cả ngàn cây luôn. Cái này mình có giá sỉ tại vườn luôn hả? Dạ có ha. Đây cô chú anh chị coi nụ nè. Nụ với cô chú nè. Trời răng nụ nè, quá trời răng nụ luôn. Rồi bóc thêm đi Phụng, bóc mẫu cho cô chú anh chị mình coi đi. Xem bóc cái đường này nè. Đó. Cây củ đế là đều đều nhau không à? Ừ, củ đế đẹp hả cô chú anh chị. Nè, nụ nút là yên tâm. Đây, củ đế đây. Củ đế quá trời luôn ha. Đó. Tàn tròn hả cô chú nè, có tàn cho mình ha. Rồi, chiều cao trung bình đó mình lấy nhiêu cô? Dạ, cây này là cao 40 hả chị? Rồi. Cao 40. Dạ, tán ngang thì tầm 20-25 ha. Rồi. Dạ. Cái mặt hoa của giả siêu nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Mà Phụng cầm nhìn chị cây này đi Phụng. Mà cho cô chú mình xem cái mặt hoa nó rõ nè. Ôi ôi, cái mặt hoa đẹp xuất sắc cả nhà, nó không có thua siêu bông Sài Gòn đâu cô chú anh chị. Này giả siêu nụ Bến Tre nha, một cái giống rất là đặc trưng luôn, nụ ôm kẹo của chú, hoa từ 6 đến 12 cánh nha. Hoa cực kỳ thơm mà là bông chùm đó nha cô chú anh chị. Cái điểm đặc biệt ở chỗ nó là nụ nó ôm siêu nhiều nụ luôn ha. Này cô chú nè, nụ nè. Trời ơi lên nè. Kích chịch luôn ha cô chú nè, nổ chùm ra là vàng kè nguyên cây luôn. Vàng nguyên một cây từ trên xuống dưới luôn, rất là mê nha cô chú anh chị. Rồi thì cái này là số lượng là có tầm cả ngàn cây hết cô chú anh chị. Đây. Nè, củ đế nè cô chú ha. Nè, nụ nè, nụ lên nè. Từng mắt lá luôn nha. Đó. Mình lựa một hai mẫu nữa đi Phụng, qua mình còn dạ, mua luống này luôn Phụng. Nguyên luống hết luôn. À, nguyên luống hết luôn ha. Đây cô chú nha. Trời ơi, hoa đây, đẹp quá. Đây là cho em cho cô chú anh chị coi nè. Nữa mình nuôi cái lô này là cái củ nó vậy nè. Ờ à, nó nở ra không? Đó. Quá trời củ nè. Cái củ nè, ghê ta. Đẹp quá chừng hết cô chú. Nè. Hoa nè cô chú ha, thấy cưng ghê chưa? Trời quá trời cái củ nè, nuôi là nó nở như vậy nha cô chú. Đó, cái này nuôi mấy năm Phụng? Này là 2 năm rưỡi á chị ơi. Ừ, 2 năm rưỡi nha. Ok dạ. Nè. Đây thấy cô chú anh chị. Rồi, bóc cùng chị một hai cây nữa đi Phụng cho cô dạ, chú mình xem nè. Cái vàng nụ cho nó mê kìa. Đây, cây là củ đế, cả nhà yên tâm ha. Đây cô chú ha, vàng nụ nè cô chú. Nè, nụ lên ha, nụ lên cho mình nha. Rồi giả siêu nụ Bến Tre luôn ha. Rồi. Củ đế nè cô chú, củ đế đẹp cho mình ha. Rồi, cho chị coi nụ cái nha Phụng. Nè cô chú. Nụ lên ha. Quá trời nụ luôn nha. Rồi lật ngược lên cái vậy. Nè cô chú. Nè, ở dưới bên lá ha, là nụ rất là nhiều nha. Đặc trưng luôn cô chú ha. Rồi số lượng là em Phụng có là tầm khoảng chừng ngàn cây, và mong là cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ cho bên vườn mai của Phụng nha. Thì củ đế rất là đẹp cô chú, cái nào cũng có quấn đế cho mình luôn ha. Đó, cái hoành thân của nó thì cô chú anh chị mình tính tầm khoảng chừng 5 ngón tay của mình nha. Đây, số lượng tầm khoảng 1.000 cây. Rồi, ngoài cái này ra mình còn cái nào nữa không Phụng ơi? Dạ, em còn một số đại lộc hả chị? Rồi. Đại lộc với mai trắng. Rồi. Rồi, đại lộc nè cô chú. Dạ. Đại lộc bên vườn của bé Phụng nha. Lộc bên kia cho chị coi mặt bông ơi, cái này rụng hết rồi. Nè, cái này là mặt bông nó còn y nguyên nè cô chú. Ở hoa đại lộc bông rất là đẹp cô chú ha. Mê quá trời mê nha. Đây, mặt hoa của đại lộc ha. Trời cô chú mà nhìn cái vàng nút nụ của đại lộc bên vườn của Phụng nè. Trời ơi, nút nụ còn hơn siêu nụ của cô chú anh chị. Cái này là giao luôn sao gái? Dạ cái này là 100.000 cây ha chị. Rồi. Dạ, 100.000. 3 cây thì em bao ship luôn ha. Rồi. Dạ. Cho chị coi thêm mẫu đi cưng. Đây. Đẹp quá trời cái cô chú. Cái này thì cao tầm 40 thôi ha, mình lấy 40 thôi. Rồi. Tại cái này em không có sữa tàn nha. Ok dạ. Nè. Tàn tự nhiên. Góc củ đế à, liền cốt 100% củ đế đẹp nha cô chú anh chị. Nè cô chú anh chị mình nhìn cái vàng nút của nó nè, bao phê luôn nha cô chú ha. Quá đẹp luôn, đại lộc nha cô chú. Cái này là bông chuẩn nha cô chú. Cô chú mình thấy mặt hoa rồi ha. Lật ngược lên đi coi cái nha Phụng. Đây nè cô chú. Quá trời cái vàng nụ luôn nha. Em tia gần cái vàng nụ cho cô chú xem nha. Lật tới đâu nụ tới đó ha. Rồi. Số lượng mình có nhiều không Phụng ơi? Dạ cả trăm cây nha chị ơi. Dạ. Trăm cây. Cả trăm cây ha. Dạ. Đây cô chú nha. Thì nó có ở trong đây nữa nè. Đó, dài lại ha. Dạ. Đây, như mấy cây này nè.
tùm lum đã bông nó cũng nở nè ha. Ồ, bao chuẩn giống cho cái nhà luôn nha. Trời ơi đẹp quá trời ha, củ đế đẹp ha. Dạ. Rồi, bóc qua một hai mẫu nữa cho chị coi cái nụ cái nó đi phục. Dạ. Cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Cái mẫu này nè. Nè cô chú. Phải dạch lá giùm em nha. Đúng rồi. Đẹp quá. Lá tốt quá chừng luôn nè. Dạ. 100k một cây cô chú nè. Họ nụ lên cũng ghép luôn nha, quá đã luôn cô chú anh chị. Đây lọc của bé Phụng nuôi tốt nha cô chú, cái lá nó còn xanh đẹp quá chừng luôn ha. Đây. Rồi, số lượng có 100 cây cô chú ha. Dạ. 100k một cây luôn. Dạ đúng rồi. Quá đẹp luôn. Dạ. Cái này hàng tiếp theo bên vườn của Phụng là giảo tử sắn nha cô chú anh chị. Dạ. Nụ ha, nụ lên cho mình rất nhiều ha. Cái này là hàng già mùa luôn cô chú nha, củ đế đẹp cho mình luôn ha. Cái này một chiều cao mình tính tầm nhiêu bé Phụng? Dạ tầm 30 nha chị, có cây 40 có ha. Rồi 30, cây 40 luôn ha. Dạ. Rồi, cầm giùm mấy cây này là nụ nút là yên tâm luôn. Rồi cầm về luôn đi bé Phụng. Nè cô chú, trời ơi cưng quá chừng cô chú, đẹp quá ta. Củ bự chứ Phụng? Dạ. Đây là cô chú ha. Rồi, cái này giao lưu sao nè gái? Dạ cũng là 70.000 ha. Rồi. Dạ, cũng là 3 cây em gửi hàng 5 cây miễn ship luôn. Rồi. Dạ. Cô chú anh chị tham khảo nha. Cái này mặt hoa của giảo tự xoắn nè cô chú ha, nó giống như giảo bình thường thôi. Tầm khoảng chừng 6 cái năng lên, và cái cây này thì đặc biệt nó có một cái là khi mà nó ra những cái tua xoắn á cô chú là nó xoắn tự nhiên từ trong thân ra nha. Rồi, số lượng xoắn còn nhiều không gái? Dạ 500 cây hết chị ơi. 500 cây ha. Cái dạ. Này có sỉ tại vườn luôn ha. Dạ có nha. Rồi cho chị coi cái mẫu luôn em Phụng. Đây, đem mấy cây này cây cao nè ha. Cao, cái này phong cao mà, nhưng mà đặc biệt là cái củ đế đẹp nha. Dạ. Đó nút nụ lên nè cô chú, nụ quá trời đủ ha. Đây. Xinh xê nha cô chú. Rồi, ngoài sắn ra mình còn nào nữa không? Dạ, em có một số lô gốc phôi ha, mình em giao lưu cho cả nhà. Rồi. Anh chị thì tiếp theo bên vườn của bác Phụng sẽ giao lưu với mình là mặt hàng mai chơi Tết mà dạng phôi cô chú lên mã số nha. Thì trước mặt cô chú anh chị mình đây là một cái cúc bạch mai nha. Rồi, cái này ghép phôi gốc vườn nè cô chú ha. Rồi bác Phụng. Cái này mã số 1 hết cả nhà. Rồi. Dạ rồi, em đo hoành cho. Đây, hoành của nó là 20 nè. Rồi. Hoành 20. Cao là 65 luôn hết cả nhà. Rồi. Cao là 65. Tán ngang nè. Tán ngang là đây, 56 ha. Rồi. Dạ. Trời ơi cúc bạch mai này nút nụ lên nhiều dữ cái. Quá tí dạ, nè. Quá trời nụ luôn. Này là hàng này là bao chuẩn giống hết luôn cho cả nhà nha. Rồi. Cúc bạch mai luôn hết dạ. Cô chú anh chị. Cái gốc này thì em giao lưu cho cả nhà là 1 triệu em miễn ship ha. Trời 1 triệu cho cái mã này cô chú dạ. Mình tham khảo nha, cây đẹp nha cô chú. Nụ quá trời nụ ha, cô chú mình mua về làm giống cũng được, mua về chơi Tết cũng được ha. Nói chung cái giống này thì chơi Tết là bao đẹp cô chú, hoa từ 24 cánh đổ lên, hoa màu trắng nha. Rồi trong những cái dòng cúc thì cúc bạch mai là đỉnh nhất cô chú nha. Số tiếp theo nha Phụng. Dạ, cái cây này mã số 2 là một cây cúc thỏa hương hết cả nhà. Ồ, đi nơm đẹp quá. Cái cây này là lên xù luôn nè, đó, lên thân xù luôn đó. Đây cô chú anh chị. Dạ, cây lắm nha Phụng ha. Dạ, đúng này, rồi. Này ghép bao lâu rồi cơ? Cái này ghép cũng 3 năm rồi đó chị. Rồi 3 năm. Quỳnh đế này. Bình đế của nó là 31 này hả chị? Rồi. Dạ. 31. Ủa quên cái bình thân chứ. Em là cái bình đế nha. Chu vi cái nồi đế. Là 90 hả chị? Rồi. Đế là 90. À, cái này do bự quá cô chú, có mình bé Phụng nhà không có lên bàn được ha, không mua còn xây được. Thì chú mình chịu khó coi nhiều nha. Về cái phần cốt ghế cho cô chú mình tham khảo nè. Cao là 1m3 nha cả nhà. Cao là 1m3. Tán ngang là 1m2 luôn. Rồi, rồi cái này là cúc thọ hương cô chú, già mùa chơi Tết, cây quá đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cái này có mặt hoa cho mình luôn ha. Đây, mặt hoa cái này mặt hoa gió nè cô chú ở trong. Dạ, đây là nhóc luôn. Đó, đó. Rồi. Cái này giao luôn sao gái dạ, ơi. Dạ cái gốc này thì 8 triệu ha, em gửi thì em sẽ gửi xe ghép luôn ha kêu nha. Rồi 8 triệu cho cái mã này cô chú, bao là ship đến nơi cho mình hay gửi dạ. Xe ghép ha. Cái này có gửi chậu gần gần trong này thôi nha, như xa quá thì em bó bầu em đóng kiện ha. Rồi. Là có nghĩa là cưng vẫn ship khu vực miền ngoài, nhưng mà miền đúng ngoài rồi. Thì sẽ đóng kiện. Dạ đúng rồi. Còn ở miền Nam mình là sẽ đi xe nguyên chậu cho cô chú. Rồi vậy đi cho cô chú mình dễ hiểu ha. Rồi đây là cô chú anh chị thì cây nó đang lên nụ cho mình nha. Em thấy cây đang lên nụ nè. Và đặc biệt ở chỗ là cô chú cái phôi này gốc đẹp quá cô chú nè. Nó đều tứ diện luôn nha. Đế nôm rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình đam mê sưu tầm cúc thọ hương thì mình hãy tham khảo cái mảng này giùm em nha. Cái này ghép rất là già mùa cô chú, cái cốt ghép ở chỗ này nè, liền đậu hết trơn ha. Đó. Rồi, 8 triệu cho cái mã số cúc thọ hương này nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo luôn ha. Đây, tiếp theo mã nó bên đây hả Phụ? Dạ, mã này là mã số 2, cũng là cây cúc thọ hương luôn nha. Ủa, mã số 3. À, mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây cúc thọ hương luôn. Rồi, ổ cây này tàn bự quá. Cái cây này là cái đế đẹp này nha. Hoa gió nè. Ừ. Quá trời, cái đế hình thú luôn nè. Ừ. Đó. À, đế hình thú luôn cô chú. Ổ đế thú có chân luôn nha. Cái này là hoành của nó là 28 nè. Rồi. Dạ, hoành đế của nó là 90. Cao là 1m4 luôn đó. Rồi, cái này ghép mấy mùa gái? Dạ, cũng là 3 mùa luôn á chị, một cặp luôn á. Thế dù cả nhà mua một cặp thì em cũng có bớt ha. Rồi. Một cặp nó đều đều không à. Đây, tán nó cũng là 1m2 luôn nè. Rồi.
Đẹp quá cô chú. Một cái đế thú, một cái đế nơm ha. Dạ. Quá xuất sắc cả cái nhà. Gốc này thì mua lẻ là em để cho cả nhà là 10 triệu ha, miễn ship luôn. 10 triệu miễn ship. Dạ. Rồi nếu mà mình đi chung kia thì mình bớt ha Phụng ha. Dạ đúng rồi. Bớt ít nhiều. Đây cô chú anh chị là thú có chân luôn ha, có đuôi luôn là cô chú mình tham khảo nha. Cây này củ đế quá đẹp cô chú, cái tàn nè, xuất sắc nha cả nhà. Thú có chân luôn ha. Nó đặc biệt là cái cây nó muốn lên xù luôn cô chú, quá trời già luôn nha. Rồi cây này quá đẹp luôn nè. Dạ. Sửa theo tầng tầng ha cô chú anh chị. Rồi 10 triệu bao ship cho cái mã này, mã số 3 cô chú anh chị. Thọ hương đế thú nha. Tiếp theo bên vườn của Phụng luôn cô chú anh chị. Dạ, này là mã số 3 là một cây bạch mai miếng điện nha cả nhà. Thôi, đây có mặt hoa. Có nụ chơi Tết luôn nha. Rồi, nụ chơi Tết rồi mặt hoa đang lên luôn cô chú đẹp ha. Cái này tầm 6 cánh ăn lên cô chú nha, hoa rất là chuẩn cho mình luôn. Rồi, đây mình xuống mình coi đế ha. Rồi. Đây. Đây, tổ đế đẹp nha cô chú anh chị. Cái vành đế của nó là 28 này nha cả nhà. Vành đế là quên, vành thân là 28. 27 cái, tự hào đi. Dạ. Nó cho thấy 27 nè. Tự hào cho cô chú mình dễ đi. Cái nào cũng tự hào một chút vậy đó. Đâu hoành đế luôn ha. Rồi đâu luôn kìa. Hoành đế của nó là 80 ha chị ơi. 70. 70. Rồi cô chú anh chị ha. Đây là cái cây bạch mai miếng điện nè. Mình đo mình chỉ cái tàn ngang luôn đi cái. Nó cực cao luôn kìa. Tán của nó là 90. 1 mét hả chị? Tán 1 mét nè. 1 mét rồi. Dạ. Đây. Cao là 1 mét luôn. Trên 1 mét luôn. Này bạch mai miếng điện của chú. Dạ. Do là có mình bé Phụng ở nhà nên là không có ai ginh cây thì cô chú không có lên bàn xây được. Em chỉ đứng dài qua cho cô chú mình tham khảo nha. Nếu mà cô chú mình cần biết chi tiết hơn nữa thì mình alo vườn nha. Vườn sẽ quay kỹ hơn gửi cho cô chú anh chị mình nha. Rồi cái này mình giao luôn sao nè. Dạ cái gốc bạch mai này thì là 5 triệu em cũng miễn ship ở miền Nam luôn hả chị. Rồi 5 triệu miễn ship miền Nam nha cô chú anh chị. Rồi nếu mà miễn bác đóng kiện thì cô chú anh chị mình phụ thêm xíu tiền ship với bé Phụng nha. Dạ. Dạ rồi thì mã số tiếp theo đi cưng. Dạ qua đây có cái mặt bông trước đi, mã số 5 hả chị? Rồi, cái này là tư cây cúc tư long. Trời ơi, mặt hoa đẹp quá trời cô chú. Ôi, cái thân này là nó xù, nó lên da luôn. Mặt hoa cúc tư long nè. Đây, nó lùng lực đúng nha, kiểu cái này em nuôi lâu năm rồi, 4 năm rồi đó. Trời ơi, cái củ đẹp dữ rồi. Dạ. Đây, cô chú anh chị mình tham khảo nè. Đây, cái quỳnh thân là 29 nè. Rồi. Đây, đâu cái củ nè. Cái củ là 52 nè hả chị? Rồi. Cái này nó lùn quá, nó khó chứ để lên cao là cây này đẹp dữ lắm. Dạ. Tại cái này hồi đó khoái cái kiểu nuôi năm về trước khoái lần lực vậy đó. Ừ. Cao thì cao 1 mét hả chị? Ua. Tán ngang là 1 mét mốt luôn nè. Ý chị nói là để lên đôn cao đặng quay cho nó đẹp. À dạ. Rồi cây này cũng giao luôn sao nè. Dạ cái cây này thì giao luôn là 7 triệu hả chị? 7 triệu ha. Dạ đúng rồi. À, cô chú anh chị ơi thì cái cây này là cúc tư long nha, cái mặt hoa của nó rất là đẹp và rất là to luôn nè cô chú anh chị ha. Hoa ha. Đây, thì nút nụ đẹp luôn. Nó đẹp lắm cô chú ha. Cái mặt hoa nó nhiều cánh nha, hoa to ha. Thì có thể nói là cúc tư long là cái dòng hoa to nhất luôn cô chú ha. Rất là đỉnh luôn nha. Hoa cực kỳ to, phơm đẹp nha cô chú anh chị. Nè. Nút nụ cho mình quá trời luôn ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình tham khảo cái mã này bên vườn của bé Phụng nha. Cây này thì bé Phụng giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu, 7 triệu bao ship ha. Và cái gốc nó lên xù luôn cô chú. Xù toàn bộ từ trên xuống dưới luôn nha. Quá đẹp luôn cô chú. Cái kiểu nè. Xuất sắc nha cả nhà. Rồi cô chú anh chị mình tham khảo giúp em cái mã này là mã số 5 nha. Cúc tư long chơi Tết nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này là bao hàng bao giống luôn cô chú ơi. Rồi tiếp theo luôn ha. Dạ mã cuối cùng luôn hết cả nhà. Rồi. Này là mã số 6 nè. Ồ cây này nó xù. Cái cây này là nó xù dữ dằn luôn. Xù tới xù luôn. Dạ. Cái này cây gì? Cây này là cúc VIP. Cúc VIP nha. Cúc VIP. Rồi. Quá đã luôn. Đây để em đo cái thông số đi đấy. Nụ lên hả cô chú, nụ lên nhiều nha. Cái này là cao 90 95 hả chị ơi? Từ 95 nè. 95. Tàn bự rồi nha. Tàn bự. Đây là 1 mét. Nè cũng 1 mét mốt thôi ha. Tính 1 mét mốt thôi. Rồi. Dạ. Rồi cái cây này là xù. Xù tới xù luôn. Dạ. Xù nguyên. Đây. Này, cái củ đó nè. Cái củ nó là 60 ha chị? Dạ. 60 ha. Rồi. Cái này thì em giao luôn cái nhà là 9 triệu ha. Cây này 9 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Nè, mình tham khảo cùng nhau nha, cây này đẹp lắm nha cô chú. Đặc biệt là cái thân nó xù ha và nút nụ đang lên rất nhiều luôn. Các bạn tròn do luôn cô chú nè. Đây cái cặp tư long của quyết này nó đều đều nè, ví dụ cái đúng nhà rồi. Lấy một cặp thì em chuẩn bớt ha. Rồi ok. Nó đều nha. Đẹp quá trời ha cô chú. Dạ. Rồi cô chú mình tham khảo cái mã cuối clip nha. Cực phẩm luôn cô chú, không thấy anh chị không nổi luôn nè. Ô nó xù mà nó xù tới xù luôn cô chú nè. Quá đã luôn ha. Cái cốt chỗ này cô chú mình nhìn cái cốt nè. Nó liền hết trơn luôn cô chú. Ủa cái này tiếc cái mà lên bàn xoay cái là xuất sắc luôn cả nhà. Đây ha, quá trời đẹp cây này luôn. Rồi cô chú mình tham khảo giúp em cái mã này nha. Rồi bé Phụng ơi, cưng còn cái nào nữa không cưng? Dạ hôm nay thì em luôn cho mình một số loại mai chơi Tết với một số mã gốc vậy ha cả nhà.
Rồi, nè, chào tạm biệt khán giả luôn nghe cưng. Dạ, thì em cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em, nên mong cả nhà clip này ủng hộ em thêm nha. Rồi, dạ. Cô chú. Dạ, em chào tạm biệt cả nhà mình ha, và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Rồi, chúc cô chú anh chị mình có một ngày mới thật là vui vẻ ạ.